là bây giờ Cubit đây. Hiện tại tôi đã có mặt trên phố đi bộ. Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh kinh khủng luôn các ông ạ. Rét ý. Thế nên là Nhưng mà ra 2 tuần thôi nên vẫn phải đi quay thôi. Trời. Vừa đứng 1 phút thôi đấy các bạn. Đông không? Trời ơi. Vì em cho nên là hôm nay anh phải nghỉ làm ấy. Em biết là ngày hôm nay ngày kiếm tiền của anh không? Mà em bảo là em không tìm được người ghép đôi. Thế nên là đi sang nhà em uống rượu. Thế là anh không được đi ghép đôi nữa luôn đấy. Sao mà đỡ được? Thế bây giờ sang nhà em uống rượu đúng không? Anh say thì sao? Say thì ngủ tại đấy luôn. Ngủ ở đâu? Ở nhà em. Ngủ ở chỗ nhà em phòng nào? Phòng em. Ngủ phòng em. Em có làm gì anh không? Thế ngủ hay thức? Ngủ. Ngủ. Chứ thức là chết nha. Thức là ra vấn đề nha. Ok, đi. Tình hình là về nhà em là mất bao nhiêu cây đấy Kenly? 14 cây anh ạ. 14 cây, sao vừa lúc nãy anh xem là 20 cây. Lừa rồi, thề. Vác tôi từ phố đi bộ Hà Nội về à, Hồ Gươm. Về tao ấy, về tận đâu? Như Quỳnh Center. Ôi giời ơi. À, quán em bây giờ mình sẽ về đấy gặp ai? À, về nhậu anh ạ. Về nhậu. Hôm nay là em tặng anh cốc bia. À, em tặng anh cốc bia là chết rồi. Là anh say rồi đấy. Em ơi, tầm này anh chỉ say tiền thôi, em lại muốn anh say tình đúng không? What? Two hours later. Độ bây giờ ngoài trời nó chỉ còn tầm 5-6 độ thôi các ông ạ. Đây, tôi đang ở quán nhà Kenly. Đây là quán của nhà Kenly. Hello em, nhà Thành Côn. Chào anh ạ. Ok anh. Ok, mà hôm nay lạnh quá. Anh đang quay trên phố đi bộ kia, bắt anh về đây để đi nhậu anh. Đang kiếm tiền rồi. Quán nhà của Kenly là ẩm thực Tây Bắc. Thành Côn ơi, Thành Côn là đầu bếp đúng không? Quanh năm sóc chảo đen xì, khói bay mù mịt thấy gì tương lai. Kenly, làm gì đấy? Ui. Làm nhân viên. Ôi bạn ơi. Ôi làm nhân viên. Đây em ơi, đây là quán của mình. Mình đây à, mình làm nhân viên. Mình sẽ à, các là cuốn như này trên. Nói nghiêm túc, đéo mùa đâu. Toàn Điện Biên đấy các ông ơi. Wow. Sâu chít, má ơi luôn này. Có giỏi không? Ui, đéo cực. Mà nó có tí, có một cái gì đấy nó rất mùi luôn đấy. Thật sự luôn. Ngon thật, đây. Tôi cực kỳ mê ăn con này đấy. Nhưng mà nghe nói con này không phải là dễ mà tìm được không? Đúng, đúng. Xôi tím của Điện Biên. Nào, mình sẽ ăn thử một tí nào. Xôi nếp nương à? Bình thường nhưng mà mỗi tội nó màu tím ạ. Mày vẫn mặc chứ đâu hả? Ui, con này là con gì? Chuối nè. Mới ra lư của con cháu. Xinh không ạ? Nope. Ngon, nhưng mà các món Tây Bắc đa số đều cay. Ra lư, ngồi ra lư con em. Mà tôi đi ăn xong chứ mình béo hơn. Ăn nào. Mắm mắm. Wow. Đây là cái gì nhở? Thịt lợn gác bếp đúng không? Cùng với cái chấm chéo Tây Bắc. Anh ăn được? Anh ăn rồi. Ui, cái chấm chéo này cay nhở mà thơm. Thơm rồi đấy. Mềm, không bị khô đâu. Đúng, đúng. Ok là làm nào? Em bị Lý Lợn hủy hết cái bạn gái rồi. À, tức là gái mà em mắt fan là Lý Lợn nó hủy hết. Chứa bù hộ em, chứa bù hộ em. Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Anh tưởng là Lý Lợn unfriend em nhưng mà ra là unfriend gái là chuyện bình thường của em ạ. Không sao hết. Làm quen dần đi. Bản chất đàn ông sinh ra là đã sai rồi. Chân gà đen này, gà này, tôm này, viên này, xúc xích. Đâu, rượu gì? Ôi bạn ơi. Ui dồi ôi. Này cuộc đời anh ấy. Cuộc đời anh ấy chỉ toàn được toàn phải đi bóc tôm cho người khác thôi. Lần đầu tiên anh có người bóc tôm rồi đấy. Ui dồi ôi. Tôm này hơi nhỏ ấy à. Không sao em ạ. Được bóc tôm là sướng rồi. Đúng đúng. Không quan trọng là nhỏ hay là không nhỏ đâu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh được bóc tôm nào đấy. Người yêu em còn không bóc rồi đấy. Người yêu em không bóc à? Ok, thank you em. Ui,
ăn con tôm này xong nghẹn luôn. Thế thôi à?